Nói đi, anh cứ nói thôi nha. Tôi thích là tôi quay vì mấy người làm. Bây giờ chứ sao mà anh cứ kêu là tôi kèm mà trong đó là hai người khác nhau. Tôi nè. Nè, tôi mang thẻ tôi đi tập, tôi đóng tiền chứ không phải là tôi đi tập chùa mà mấy anh cứ kêu là tôi kèm. Được chưa? Đó, anh ở trong đây có quyền là đỡ tạ với nhau được không anh? Bình thường mà. Mà ở đây á, mà tại sao mà anh cứ khăng khăng lên kêu camera? Em xin lỗi anh là cái vấn đề là bên phía Cali bên em giải quyết với cả phần Việt này, để có bạn có vi phạm một số quy định của bên em. Anh kêu em kèm, không? Bây giờ lâu cái người tới đây kêu tôi kèm. Bây giờ thằng Việt cái nhận tôi 4 triệu này, rồi tôi sẽ chấp nhận. Bây giờ anh phi thẻ tôi, làm sao mà anh cứ nói là mà trong đó anh kêu camera. Làm sao được? Anh nói khăng khăng đó không được. Ba anh là việc với em rồi, anh có những bằng chứng. Bằng chứng gì? Anh có các clip quay camera. Đó cũng là camera. Bây giờ anh cứ kêu người hiện thực tới đây kêu thằng này nhận tôi 5 triệu. Đó là tôi sẽ. Em muốn xem bằng chứng đúng không? Bằng chứng anh nói bằng chứng camera chứ gì? Rồi tôi ở đây tôi sẽ có chứng cứ là bao nhiêu người đỡ tạo với nhau luôn. Tại sao anh không nói? Đúng rồi, những người đó tôi sẽ làm việc theo sau. Anh nói tức cười. Cái đó là tôi không chấp nhận được. Em là từ riêng với bạn đi, bạn cứ đỡ tạo đây làm cái gì? Ở trong này thì giúp nhau thôi. Mà ở trong đây hắn kêu là không cho có quyền, chỉ có là huấn luyện viên kèm với nhau thôi mới đỡ thôi, còn không có quyền mà đỡ. Anh nói rất là không có công bằng. Không có gì đâu. Là không anh, việc không phải là việc, không phải riêng gì việc đỡ người ta, việc dạy người ta luôn. Việc gì phải nặng nề như thế? Ở đây á, em nói với anh á, còn ngày em vô em tập có anh đoàn hoàng mà hắn cứ kêu mình kèm đó, có dây đoàn hoàng mà cứ kêu là được, còn kêu đỡ tạ với nhau có camera thì ấy biết bao nhiêu người đỡ tạ với nhau. Anh đỡ người ta còn sao anh không nói đi. Nghe là thứ ba anh nói về được, không phải là lần đầu đâu, phải là có bằng chứng không, phải là việc các giấy tờ quy định rõ ràng. Tôi thì thời không có chấp nhận. Bây giờ anh cứ không nói như thế này. Em nói như thế này có đúng không? Nếu như anh không có tụi em làm như thế này, anh quay có phải là ảnh hưởng tới uy tín làm ăn của tụi em đúng thì, không? Đúng rồi, tại sao mà anh tước thẻ tôi? Đúng, chính xác chưa cái là chính xác chưa? Và bọn em một đứng trên một người gọi là kinh doanh thì bọn em không thể nào mà ngu khi mà bọn em làm việc không có chứng cứ được. Đúng chưa? Bây giờ nếu như mà em làm sai, nó sẽ ảnh hưởng tới Bây giờ anh kêu ạ. Bây giờ á, em chỉ mời anh, nếu như em biết chứng cứ, em chỉ mời anh lên để xem những cái chứng cứ bên bọn em có. Nếu như nó không phải với anh, bọn em gọi người lên, nó không phải, anh vẫn tập luyện bình thường mà. Ok, bây giờ em lên nghe, gọi người lên. Nếu như mà nó đúng thì sao? Thì tôi sẽ chịu trách nhiệm. Ok, bây giờ anh sẽ gọi người lên. Em mời anh lên. Ok, anh xem về những cái thông tin của em. Anh xem, anh phải có người chứng cứ là kêu người lên. Khi mà anh xem xong, bọn em sẽ cho anh biết được họ tên và ai, rồi bọn em sẽ gọi họ lên. Mà anh trực tiếp đây luôn. Hả? Vì sao? Trực tiếp đây luôn. Ô hay. Anh hỏi tôi cười. Bây giờ tôi cần trực tiếp ở đây luôn và tôi sẽ ký nguyên cái giấy và tôi sẽ bị phi thẻ. Ok, được chưa? Bây giờ em cứ mời anh lên văn phòng trước đã. Có người không? Bây giờ anh phải nhìn camera có ai đó đã chứ. Camera anh chuyên nghiệp, anh có về những cái kiến thức, đứng một dưới góc độ chuyên môn. Không một người nào mà đi đỡ tạ từ tạ 5kg cho tới tạ 10kg cho tới tạ 30-40kg là cái đầu tiên. Rồi anh cứ thấy đây, anh em trong đây á. Em hiểu, những anh em trong đây em hiểu. Cái này em hiểu. Nhưng mà hiện tại đối với anh, bọn em không làm việc dưới 3 lần mà rất là nhiều lần rồi. Nhiều thậm lần chí rất nhiều người tôi nhắc nhở anh và tôi chỉ nhận nhiều được một tờ giấy lần đầu tiên và tôi công trọng. Tôi công trọng. Anh giờ em nói với anh nè, bây giờ anh cứ khăng khăng. Rồi. Đúng rồi. Camera đúng không? Camera đúng không? Rồi. Em anh có thể mời người tới đây nói chuyện với tôi được không? Em muốn gọi những người camera đấy, mình lên cùng chứng cứ này, kiểm chứng đây là ai. Ok, mình cùng lên mình xem luôn, có bằng chứng cho em luôn. Em ok, em đồng ý không? Có bằng chứng luôn. Mình lên mình xem bằng chứng camera là em tập cho những ai vào ngày nào, giờ nào.
cái bằng chứng ra bây giờ biết bao nhiêu người người ta đỡ qua đỡ lại đây mà tại sao anh cứ camera hoài nữa. Em có nói với anh đầu em chỉ làm việc trên từng cá nhân, những người đó họ giúp đỡ những người kia, họ năng tạ thì bọn em dựa trên giấy tờ, bọn em dựa trên hình ảnh, lặp đi lặp lại trong một tuần bao nhiêu lần bọn em thống kê và bọn em sẽ làm việc với người ta. Còn hiện tại với anh, bọn em có đầy đủ những cái thông tin, những cái hình ảnh để bọn em có thể nói chuyện cùng với anh, chứ hoàn toàn bọn em nói không phải về bây giờ tôi không cần biết nè đó. Giờ tôi không cần biết nè, bây giờ anh cứ kêu là chứng cứ camera đúng không, anh kêu chứng cứ camera đúng không. Tôi giờ tôi cần cái mặt người nào nó tôi kèm ở đây, được chưa? Mình lên xem camera làm gì? Bây giờ anh nói tôi kèm. Bây giờ anh kêu cái người tới đây kìa, thằng đấy nhận tôi 5 triệu nè. Đó. Nếu ví dụ như họ đi công tác rồi bọn em phải đi lâu thì họ lên đây gặp anh à? Anh phải nhìn cái đầu. Đó là anh phải chờ cái người kêu lâu công tác về đây, không? Bắt đầu anh bước bí xì sát tôi. Bây giờ anh cứ bây giờ anh cứ kêu phi thể mà anh cứ kêu là tôi camera đỡ tạ, anh em biết bao nhiêu người đỡ tạ ở đây. Không có việc cần chứng nhá, anh gọi 10 người lên việc bảo cũng phải 10 người này, thì anh gọi 100 người thì cũng nói thế là mình cần chứng với ai. Bây không giờ phải. Mình cứ lên xem camera này có phải là người đấy không, anh gọi người đấy lên mình gặp mình gặp nhau mình nói chuyện. Là anh có những cái bằng chứng này. Những người nào mà anh làm bọn em phải gọi những người đó. Em hiểu rồi. Là đây. Bây giờ em lên, anh đưa cho camera, em đỡ tặng người đó và anh gọi người đó lên, được chưa? Mình lên kia mình xem bằng chứng thôi. Là lên coi bằng chứng mà kêu gọi người đó lên. Có anh gọi người ta lên đúng không? Và nói có nói là kêu ví dụ. Em tập cho rồi cuối rồi nào cũng nào. Anh phải gọi người ta lên chứ. Anh phải gọi người ta lên. Anh chấp nhận không? Anh gọi người ta lên. Rồi, chứng cứ mới tập. Thì cái có bằng chứng của anh là em tập với ai cũng được nào. Chứ bây giờ không anh gọi một người lên thì không phải, vì không có công nhận người đấy. Chứ anh gọi cả trăm người cũng như vậy à? Bây giờ á, không phải là chấp nhận. Ví dụ bây giờ anh gọi, anh đưa camera nghe. Ví dụ, đây xin lỗi cho em nói. Anh đưa camera và em đỡ người ta người nữa. Anh sẽ kêu người nó lên, thấy không? Đối mặt với tôi, nói thằng này nhạy kèm tôi 5 triệu, hay là 7 triệu, hay là 10 triệu. Ok, là tôi sẽ chấp nhận. Bây giờ... Có ai mà đi nói như vậy không? Khi em là đang tập cho người ta Rất thôi chứ anh kêu camera biết bao nhiêu người đó. Bên kia hắn cũng đỡ tạo với nhau, tại sao anh không nói? Không. Anh làm việc với họ chưa? Còn em thì em là vi phạm. Anh nói tất cười á. Nói tất cười chứ? Người ta làm việc cá nhân mà anh cũng không cứ lôi người ta vào. Này ra người kia vào. Sao không lôi mà lâu như vậy, lâu cả 3 ngàn người học viên là. Thì đúng rồi. Chứ thôi chứ anh cứ khăng anh cứ kêu tôi kèm. Mà trong đó người ta đỡ tạo với nhau bình thường thôi, chứ có gì anh em với nhau đỡ tạo bình thường nhau thôi chứ. Anh cứ nói suy xét nữa sao đúng được. Cái này em một em không suy xét bất kỳ cái gì ở đây cả. Không suy xét. Và thậm chí ở những lần đầu tiên bọn em phải tôn trọng anh, chứ không phải là không. Anh nhớ ngày đầu tiên khi em gặp anh và khi em dạy cho một cái cô ở cái quán Hương Quê không? Em tôn trọng anh, cho nên em không nói bất kỳ cái gì. Cô Hương Quê á, em nói với anh nghe. Cô Hương Quê á, là em với chị á, là đóng tiền vô mà tập. Cái lần đầu tiên á, nói chung là chị em với nhau thì đỡ bình thường thôi. Em bây giờ chị em, nhưng mà lúc khi em qua em ăn á, thì em mới biết là anh là huấn luyện viên của chị. Chứ hoàn toàn lớn tàu là em tưởng chị em tập. Hoàn toàn. Sau đó em mới biết anh có thể hỏi. Anh không cần. Lần đầu tiên tôi vô tôi đã nói với anh sếp anh cô cao nữa rồi. Anh không tin anh hỏi anh sếp đồng hoàng. Ngày đầu tiên tôi vô đóng tiền á, tôi vô tôi hỏi đồng hoàng, chị em với nhau vô bày vẽ được nhau được không, nhưng mà tôi không có đứng với nhau với gần với nhau. Anh sếp có nói với tôi là đồng hoàng là ok, anh có quyền là đỡ giùm rồi đi chứ không phải là đứng ngồi đó. Anh nói đồng hoàng với tôi một cái câu đó rõ ràng á, đỡ giùm ok chứ không phải là chỉ bài chứ sao. Ví dụ như bây giờ em cho anh thấy bất kỳ những cái bài mà anh chỉ bài thì sao? Thì chị em với nhau thì tôi bài giùm thôi chứ anh nó tức cười. Quay đi. Đó, bây giờ